một nhóm học sinh đang chụp ảnh lưu niệm ở trường. Người nhiếp ảnh quán triệt cả lớp không được cử động, nhưng cậu bé tên Tim vẫn cười không thể kiểm soát. Đặc biệt khi hiệu trưởng xuất hiện, bộ ria mép của ông ấy càng khiến cậu bé không thể ngừng cười. Nụ cười khúc khích của Tim khiến cả lớp cũng bật cười và làm phá hỏng bức ảnh. Tim vừa bước sang tuổi 14, cậu bé mồ côi mẹ từ rất nhỏ. Hai cha con sống tại một thành phố ở miền Trung nước Đức. Cha của Tim là một công nhân xây dựng. Đi đâu ông ấy cũng cho Tim đi cùng. Người bạn thân nhất của Tim là Ida, con gái của bà chủ tiệm bánh gần nhà. Cả hai đều thích đi xem những bộ phim hài cùng nhau. Ida hay mặc cảm với đôi chân cập lê của mình, nhưng nụ cười của Tim và sự đồng hành của cậu ấy đã mang đến niềm vui trong cuộc sống của Ida. Mặc dù không lấy gì làm khá giả, nhưng cha của Tim luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của cậu ấy. Hai cha con thường xuyên đến trường đua ngựa vào mỗi cuối tuần, và lần nào ông ấy cũng thử vận may của mình. Nhưng đổi lại chỉ là những tiếng thở dài ngao ngán. Hai cha con buồn bã trở về nhà và đi qua một khách sạn lớn. Cha của Tim tiết lộ rằng ông ấy từng làm việc ở khách sạn và hứa sẽ đãi Tim một bữa thật hoành tráng ở đó. Một hôm, cha của Tim mang về nhà một người mẹ kế cùng cậu con trai 15 tuổi tên là Erwin. Ông hy vọng kể từ giờ Tim sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ khi con của mẹ kế xúc phạm Tim. Erwin đã phá hủy món quà mà người mẹ quá cố của Tim đã làm trước khi mất. Mặc dù vậy, bà mẹ kế vẫn bênh con trai của mình và nhất định bắt Tim phải xin lỗi cậu ta. Quẳng những rắc rối ở nhà, Tim vui vẻ đi xem phim cùng Ida. Một cảnh hài hước trong phim khiến Tim phá lên cười. Những người có mặt ở rạp cũng bắt đầu cười theo. Ngày hôm sau, hai cha con Tim lại đi xem một cuộc đua ngựa khác. Lần này vận may đã đến với hai cha con của cậu ấy. Sau khi lấy được số tiền thắng cược, hai cha con hớn hở ra về thì va phải một người đàn ông đeo kính râm. Nhưng họ không biết rằng người đàn ông đó sẽ thay đổi cuộc đời Tim. Và đó cũng là lần cuối cùng Tim được đồng hành cùng cha của mình. Ông ấy đã chết vì tai nạn lao động ở công trường. Trong đám tang của cha, bà mẹ kế cũng không mấy tỏ ra thương xót, thậm chí không mua cho cha cậu một tấm bia tử tế. Tim cầm bó hoa dại trên tay với trái tim nặng trĩu. Cậu định lấy một bó hoa ở lăng mộ gần đó để viếng cha nhưng bà mẹ kế ngăn lại. Thương xót cho số phận của cha nhưng bất lực, Tim bật khóc nức nở rồi chạy khỏi đám tang. Cậu đứng trước khách sạn hoài niệm về khoảng thời gian bên cha. Nỗi nhớ càng trở nên da diết khi nhìn thấy đứa trẻ khác có cha bên cạnh. Cậu đi đến trường đua ngựa để tìm lại cảm giác ấm áp bên cha. Bỗng Tim nhặt được một đồng 5 xu. Đúng lúc đó thì người đàn ông vô danh đeo kính râm xuất hiện. Ông ta nói rằng ông biết rất rõ về Tim, sau đó đưa cho cậu ấy tờ phiếu đặt cược vào con ngựa Westwin. Cậu lập tức cược 5 xu vừa nhặt được vào con ngựa đó. Thật bất ngờ, Westwin thắng cuộc đua và Tim kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời. Cậu khóc nức nở khi cầm số tiền thắng cược trong tay, dự định sẽ mua cho cha mình một tấm bia tử tế. Tuy nhiên, hai kẻ lừa đảo đã tiếp cận Tim, một tên giả vờ hướng dẫn cậu bé cách giấu tiền, tên còn lại làm Tim mất tập trung để đồng bọn đánh cháo cướp sạch số tiền của cậu bé. Chiều tối hôm đó, người đàn ông đeo kính râm tên là Baron lại xuất hiện. Ông ta lấy ra bọc tiền của Tim và chỉ ra rằng cậu đã bị những kẻ lừa đảo đánh cháo. Sau đó đưa cho Tim 5 xu khác và hẹn gặp ông ấy tại trường đua vào lúc 3 giờ chiều mai. Sáng hôm sau, khi Tim chuẩn bị rời khỏi nhà, bà mẹ kế sai cậu mua cho bà một ít bánh ngọt. Tim chạy sang tiệm bánh của Ida, nhân tiện mẹ của cô ấy nhắc cậu về món nợ cũ. Tim tươi cười hóm hỉnh nói đùa rằng cậu sẽ ăn cắp tiền của thượng nghị sĩ để trả nợ cho bà ấy. Chiều hôm đó, cậu đến khu vực trường đua để ngồi đợi Baron. Được một lúc, Tim bắt đầu ngủ gật trên băng ghế. Hai kẻ lừa đảo lại xuất hiện và lấy cắp đồng xu duy nhất của Tim. Khi Baron đến để đưa phiếu cược cho Tim, cậu mới phát hiện đồng xu của mình đã biến mất. Biết được Tim đang rất cần tiền, Baron đề nghị mua lại nụ cười của Tim. Ông ta đưa ra một hợp đồng, trong đó thỏa thuận nếu bán nụ cười cho ông ta, Tim sẽ chiến thắng mọi trận cá cược. Không cần đọc hết các điều khoản trong hợp đồng, Tim lập tức ký tên bán nụ cười cho Baron. Một lúc sau, Baron bước vào một căn phòng lớn với nụ cười đắc ý trên môi. Thì ra Baron là một nam tước giàu có, hiện thân của một con quỷ độc ác. Hai kẻ lừa đảo là tay sai của ông ta. Baron ra lệnh cho họ tiếp tục theo dõi Tim và báo cáo về những việc cậu bé làm hàng ngày. Quay trở lại với Tim, sau khi thắng cược và có tiền trong tay, Tim liền quay về để trả nợ cho mẹ của Ida và đưa cô ấy đi xem phim. Nhưng cậu ấy đã không cười như mọi khi, mặc dù thực tế là bộ phim có rất nhiều tình tiết gây cười. Ngày hôm sau, Tim lại thắng cược và mua tặng Ida một chùm bóng bay lớn. Khi Ida hỏi Tim về số tiền kiếm được, Tim tỉnh bơ nói rằng cậu đã ăn cắp của một thượng nghị sĩ. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Tim, Ida tin những gì cậu ấy nói là thật nên giận dữ bỏ đi. Cô ấy chạy về nhà và kể cho mẹ mình nghe câu chuyện của Tim. Một người phụ nữ ngồi đó nghe thấy và kể với những người hàng xóm của mình. Câu chuyện nhanh chóng được truyền miệng khắp nơi. Nó được tam sao thất bản biến Tim trở thành kẻ đã tấn công dã man thượng nghị sĩ Stassen để cướp tài sản của ông ta.
Khi Tim trở về nhà, Erwin lục túi của cậu ấy và lấy ra một xấp tiền. Bà mẹ kế vô cùng sửng sốt khẳng định những lời đồn là đúng và cáo buộc Tim đã hủy hoại danh tiếng của bà ta. Vừa dứt lời thì mẹ của Ida chạy sang, cô ấy nói đã gọi điện cho cảnh sát và khẳng định rằng đó chỉ là một tin đồn nhảm. Cậu thừa nhận rằng số tiền cậu có được là nhờ cá cược ở trường đua. Và đó không phải do may mắn, Tim khẳng định mình luôn luôn thắng cược. Sau hôm đó, Ida cảm thấy có lỗi vì đã trách nhầm Tim. Cô ấy mang cho Tim một chiếc bánh với dòng chữ tớ xin lỗi ghi trên đó. Nhưng Erwin tự ý xúc ăn và giấu Tim về chiếc bánh. Ngày hôm sau, hai mẹ con bà mẹ kế đưa Tim đến trường đua. Cậu ấy đã giúp bà ta chiến thắng trong hai lần đặt cược đầu tiên và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng điều đó càng khiến bà ta trở nên tham lam hơn. Bà ta quyết định đặt cược toàn bộ số tiền của mình trong lần cược thứ ba và Tim đã chọn con ngựa Harley. Tuy nhiên, nó chỉ về đích ở vị trí thứ tư. Hai mẹ con bà mẹ kế tức giận chửi bới Tim không thương tiếc vì lựa chọn sai lầm của cậu đã làm bà ta mất sạch. Nhưng thật ngạc nhiên, ban tổ chức thông báo rằng ba con ngựa về đích đầu tiên bị loại do phạm luật, Harley mới là con ngựa giành chiến thắng trong cuộc đua. Lúc này mẹ con bà ta mới quay sang để vỗ về cậu ấy. Tối hôm đó, Tim lang thang ở bên ngoài khách sạn thì tình cờ gặp Chris Kimmier, một nhân viên lớn tuổi làm việc ở đó. Ông ấy chính là người mà Tim đã gặp ở trường đua. Chris Kimmier tò mò hỏi về khả năng cá cược của Tim, nhưng Tim nói rằng cậu không phải là một con bạc. Đơn giản là cậu chỉ thích ngựa mà thôi. Tim ngỏ ý muốn xin được làm trong khách sạn, nhưng Chris Kimmier cho rằng cậu còn quá nhỏ để làm điều đó. Cậu bé tự tin đặt cược với Chris Kimmier rằng mình sẽ được thuê làm lễ tân ở khách sạn. Quả nhiên, người quản lý khách sạn đi đến và ngay lập tức nhận Tim vào làm. Tối hôm đó, Tim ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cậu mơ thấy mình đi vào trường đua và không muốn thắng bất kỳ trận cược nào nữa. Cậu chỉ muốn lấy lại nụ cười của mình. Ngày hôm sau, Tim tranh thủ về nhà và viết một lá thư tạm biệt để lại cho mẹ kế. Trên đường đi, Tim tình cờ gặp lại Ida. Cả hai ngập ngừng như muốn nói với nhau điều gì đó, rất nhiều điều từ tận trái tim của mình. Nhưng rồi họ bỏ đi mà không nói với nhau câu nào. Ida chạy vào nhà và khóc nức nở. Bỗng cô ấy bất ngờ khi thấy Baron đang ngồi ở trong nhà mình. Baron nói dối rằng Tim đã kể cho ông ta nghe về cô. Rằng Tim rất thích Ida, nhưng có một sự thật tàn nhẫn. Cậu ta do dự vì đôi chân bị tật của Ida. Cô ấy bật khóc khi nghe thấy điều đó. Baron nói ông ta có thể làm cho đôi chân của Ida trở nên bình thường. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý thỏa thuận với ông ta. Trong khi đó, Tim đến một xưởng điêu khắc và gạ gẫm ông chủ cá cược rằng bức tượng này của cha mình trên đó có dòng chữ Papa thân yêu của con. Quả nhiên ông chủ đã thua cược, Tim đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Giờ đây mong muốn lớn nhất của Tim là lấy lại được nụ cười của cậu ấy. Tim đến trường đua để tìm Baron, nhưng họ bảo Tim đừng bao giờ quay lại đó nữa, bởi vì cậu đã chiến thắng quá nhiều. Ngày hôm sau ở khách sạn, Tim đọc lại các điều khoản trong hợp đồng và phát hiện ra rằng chỉ cần thua một trận cá cược, cậu sẽ lấy lại được nụ cười của mình. Khi Chris Kimmier đi đến, Tim hỏi thăm về Baron nhưng Chris Kimmier không biết ông ta. Cậu cá cược với Chris Kimmier rằng ngày mai Baron sẽ tới khách sạn. Sáng hôm sau, nhân viên khách sạn tất bật chuẩn bị để đón một đoàn khách quan trọng. Tim hy vọng rằng trong số đó sẽ không có Baron. Tưởng chừng như cậu sẽ thua cược và có thể lấy lại được tiếng cười, nhưng đột nhiên ông ta xuất hiện ở khách sạn. Khi gặp Baron trong thang máy, Tim nói rằng cậu muốn lấy lại nụ cười của mình. Tuy nhiên Baron khẳng định cậu sẽ không bao giờ thua cược, điều đó có nghĩa là cậu sẽ mất đi nụ cười vĩnh viễn. Vài phút sau, Tim đến gặp Chris Kimmier để cá cược với anh ấy rằng khách sạn sẽ phải lấy bánh ở nhà Ida. Trong khi đó, một đầu bếp đã không kịp làm bánh, do đó cô ta buộc phải nhờ Tim đi mua. Cậu đến tiệm của Ida và phát hiện ra rằng Baron đã đổi đôi mắt của ông ta cho Ida. Cậu cố gắng thuyết phục Ida để đặt cược rằng Baron sẽ phải trả lại đôi mắt cho cô ấy. Ida miễn cưỡng đồng ý và chỉ một cái chớp mắt, cô ấy đã lấy lại được đôi mắt của mình. Cùng lúc đó, Baron bắt đầu chói mắt và không nhìn thấy thứ gì. Ông ta đeo kính đen và lập tức rời khỏi đó. Khi Tim trở lại khách sạn làm việc, Chris Kimmier đã tin vào khả năng của cậu ấy. Tim tiết lộ với Chris Kimmier rằng cậu đã ký hợp đồng với Baron để có thể giành chiến thắng trong mỗi lần cá cược, đổi lại ông ta đã lấy đi nụ cười của Tim. Thấy cậu bé buồn rầu, Chris Kimmier quyết định giúp cậu ấy lấy lại tiếng cười. Ông ấy nảy ra một ý tưởng, đó là Tim sẽ đặt cược để cậu ấy trở thành người giàu nhất thế giới. Chris Kimmier tin chắc rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tim sẽ thua cuộc và lấy lại được nụ cười của mình. Đột nhiên một nhóm người lạ đến khách sạn và đưa Tim đi. Họ tuyên bố rằng cậu là người thừa kế duy nhất của người đàn ông giàu nhất thế giới. Một đoàn xe hộ tống cậu bé về dinh thự của mình. Họ đưa Tim vào một căn phòng, nơi có bức ảnh chân dung của cha cậu và tòa lâu đài bằng giấy mà cậu thích. Sáng hôm sau, Tim thức dậy thì thấy một bộ vest được treo ngay ngắn trong phòng.
cậu đóng bộ và bước ra ngoài thì gặp Baron. Thì ra người giàu nhất thế giới đã chết và để lại tài sản cho team chính là Baron. Người đang đứng trước mặt cậu ấy là Xavier, em song sinh của ông ta. Xavier sẽ là người cố vấn tài chính cho team. Team nói rằng cậu muốn lấy lại nụ cười. Xavier đã cho cậu cười trong vài phút để báo chí có thể chụp ảnh cậu. Sau đó tuyên bố rằng hợp đồng sẽ vẫn có hiệu lực. Xavier giải thích cho team về công việc kinh doanh xấu xa của họ. Ông ta nói rằng ông chính là tác giả của các hành vi xấu xa trên khắp thế giới, nhưng luôn biết cách để tôn vinh giá trị của mình. Ông ấy cũng tiết lộ rằng cứ mỗi lần team thắng cược, một phần linh hồn của cậu ấy sẽ biến mất. Quay trở lại với bà mẹ kế của team, sau khi biết về khối tài sản kếch xù của cậu ấy, hai mẹ con bà ta đến tìm cậu ôn nghèo kể khổ để xin tiền, nhưng team tức giận đuổi họ ra khỏi biệt thự, sau đó cá cược với Xavier rằng họ sẽ bị đàn ong tấn công. Và đó là những gì diễn ra sau khi team thắng cược. Một lúc sau team nói rằng cậu muốn Ida sẽ sống ở đây, nhưng Xavier cho rằng cô ấy không thuộc về nơi này. Nếu team gặp lại Ida hoặc Reskimir thì hai người sẽ gặp nguy hiểm. Kể từ đây team sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa. Thời gian sau đó, Xavier giúp team quản lý và kinh doanh địa ốc. Trong khi đó, Ida đọc tin tức từ một tờ báo về team. Cô lập tức đến dinh thự để gặp cậu ấy. Nhưng team hờ hững nói rằng cậu và Ida quá khác biệt, vì vậy từ giờ đừng đến tìm cậu ấy nữa. Ida thực sự rất sốc khi nghe những gì team nói. Cô ấy ngậm ngùi rời đi với đôi mắt đẫm lệ. Ngày hôm sau, Xavier và team xem phim cùng nhau. Trong khi hai tên tay sai của Baron đang bàn tán về sự tàn ác của ông ta, thì ra cha của team đã bị ông ta giết chết và Xavier chính là Baron. Ông ta nói sẽ thực hiện một chiến dịch xây dựng hình ảnh của team. Ngay lập tức affix in hình cậu ấy được dán khắp các con phố, quảng bá về việc cậu bé tổ chức cúp team nhằm quyên tặng toàn bộ số tiền cược cho những đứa trẻ mồ côi. Ida lột lấy một tấm và đến khách sạn tìm Kreskimir. Hai người nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ về nụ cười của team. Kreskimir kể với Ida về thỏa thuận của team với Baron và cả hai quyết tâm sẽ giúp cậu ấy lấy lại nụ cười của mình. Ngày hôm sau, team và Save đi đến trường đua trong sự chào đón nồng nhiệt của tất cả những người có mặt ở đó. Kreskimir và Ida cũng đã có mặt ở trường đua, nhưng dường như team đã phớt lờ hai người. Cậu ấy bước ra khỏi xe với phong thái của một tỷ phú và được nhắc đến như một nhà tài trợ lớn nhất. Lúc này, Kreskimir đang giúp Ida trèo lên sân khấu để gặp team thì bị hai kẻ lừa đảo bắt được. Tuy nhiên, chúng quyết định giúp team khi biết Ida là bạn của cậu ấy. Một tên nói dối để đánh lạc hướng Baron, còn tên kia dẫn cậu ấy xuống gặp Ida. Ida muốn team cá cược với mình, cô ấy cá là team không thể cười. Ngay cả khi thua cuộc, cậu ấy cũng có thể lấy lại nụ cười của mình. Nhưng team nói rằng cậu không cần tiếng cười nữa. Trong khi đó, Baron cảm nhận được thứ gì đó tanh nồng đang diễn ra xung quanh. Bầu trời bắt đầu tối đen, mưa rông sấm chớp ập đến, Baron điên cuồng tìm kiếm cậu bé. Nhưng lúc này, Kreskimir và Ida cũng không thuyết phục được team. Ida cố gắng kể cho cậu nghe một câu chuyện cảm động, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi xiềng xích của quỷ. Ida đưa tay ra để cá với team rằng cậu ấy sẽ không thể cười. Đúng lúc đó thì Baron bước vào và yêu cầu team trở về nhà. Nhưng team đã chọn cá cược với Ida. Tiếng cười và tình bạn đã chiến thắng sự giàu có và quyền lực. Cuối cùng team cũng đã lấy lại được nụ cười của mình. Cậu mừng rỡ ôm chặt Ida và nói lời cảm ơn cô ấy. Khi ba người bước ra ngoài, họ nhìn thấy Baron là một kẻ yếu đuối. Nhưng ông ta vẫn dùng kim cương để dụ dỗ team. Tuy nhiên cậu ấy không cần đến nó nữa. Các bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại cảm nhận của bạn bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.